Em là dân tộc gì đây em ơi? Dạ, em là dân tộc Dao ạ, còn gọi là Dao Đầu Bằng ạ. Ô, dân tộc Dao như này ạ? Vâng ạ. Có cần đeo ơ gâu không? Bà có ơ gâu đây. Có. Đâu, xem nào. Oh my god, nhìn kìa bà ơi. Dạ. Cái này thì cần một đợt. Đấy, xin chào. Đang ngồi. Đang ngồi chưa ạ? Tùng chắc ngồi mà. Rồi rồi vào đây mà, rồi vào cái lỗ cái mi tùng kìa. Rồi vào cái lỗ ở trên cái khối ấy con. Cái này. Cái này con gà thôi bà ấy sao? Dì có muốn xay thử không? Con lúc nãy thầy. Tay gà đúng không? Tay gà đúng không? Tay gà đúng không? Tay gà đúng không?